Buka và Gin Tuấn Kiệt tiếp tục tổ chức hôn lễ. Ngày 11 tháng 11, Buka và Gin Tuấn Kiệt tổ chức hôn lễ trong nhà thờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ mang nghi thức Thiên Chúa giáo, chỉ có mặt người thân. Trong ngày lễ, Buka mặc lễ phục dài, đầu đội mấn, cô cầm hoa cưới trắng, bao tay cổ điển trong hôn lễ, chú rể mặc sơ mi trắng, blazer tông sự tông với cô dâu, thắt nơ đen bảnh bao. Trong video được diễn viên Duy Khánh chia sẻ trên mạng xã hội, Nghi Tuấn Kiệt trao nhẫn cho Buka trong lễ đường nhà thờ, khi Tuấn Kiệt đọc lời thề nguyện trở thành vợ chồng. Trong khoảnh khắc khác, Buka suýt làm rơi nhẫn khi vừa trang nhẫn cho Kim Tuấn Kiệt. Khi đọc lời thề nguyện trước sự chứng kiến của cha xứ và người thân, diễn viên Duy Khánh và Nguyên Thảo là hai người bạn rất thân xuất hiện trong phần lớn ngày vui của Buka và Kim Tuấn Kiệt. Trên trang cá nhân, Duy Khánh đăng ảnh cầm hoa của cô dâu, cho biết lần đầu được dự lễ cưới ở nhà thờ. Ngày vui của Buka và Kim Tuấn Kiệt không thể nào thiếu Duy Khánh, nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân. Trong khi đó, diễn viên Nguyên Thảo đăng tải ảnh chụp hoa cưới của Puka và Gin Tuấn Kiệt ở nhà thờ. Puka và Gin Tuấn Kiệt làm lễ gia tiên ngày 1 tháng 11, cặp diễn viên sau đó liên tục tổ chức nhiều bữa lễ tiệc từ Khánh Hòa, 4 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng 11 và 11 tháng 11, sắp tới là tại Đồng Tháp, quê của cô dâu. Clip Gin Tuấn Kiệt cười tiếc mắt vừa đệm đàn cho Puka vừa vỗ tay khen ngợi vợ hát hay gây sốt mạng xã hội. Vào ngày 9 tháng 11, Kim Tuấn Kiệt chia sẻ video bên bà xã, kèm theo đó anh viết, vợ mình hát hay nhất, không có nhưng. Chỉ qua câu nói này, nam diễn viên thể hiện rõ sự cương chiều với bà xã. Trong video, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện chiếc váy ngắn trắng bồng bềnh nữ tính, có thiết kế khoe vai trần gợi cảm. Ông xã Kim Tuấn Kiệt mặc chiếc áo sơ mi tông màu trắng xanh giản dị, cặp đôi ngồi sát trạc dính như sam, cười đùa vui vẻ bên cạnh nhau. Đặc biệt, Kim Tuấn Kiệt còn trổ tay đánh đàn để bà xã thể hiện giọng hát. Dù giọng hát của Buka không được đánh giá cao, nam diễn viên vẫn chăm chú cổ vũ nhìn bà xã và còn vỗ tay khen ngợi. Vừa qua, cặp đôi đã tổ chức hai hôn lễ ở Cam Ranh và Thành phố Hồ Chí Minh để bạn bè, đồng nghiệp, người thân tới chung vui. Buka và Gin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức ngày trọng đại thứ ba ở Đồng Tháp, quê của cô dâu. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của hàng loạt sao Việt nổi tiếng. Sau 4 năm hẹn hò kính tiếng, cặp đôi chị em đã có cái kết đẹp. Bố Duyên Tuấn Kiệt gửi lời cực xúc động trong ngày trọng đại của hai con. Ngày trọng đại của Buka và Duyên Tuấn Kiệt đã diễn ra ở hai nơi, Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh. Tiệc cưới của cả hai lộng lễ hoành tráng từ khâu trang trí đến khâu chuẩn bị lễ tiệc. Hôn lễ của cả hai có sự tham dự của bố mẹ hai bên. Bố Duyên Tuấn Kiệt không giấu khỏi sự xúc động khi chứng kiến hạnh phúc của hai con. Kính thưa nhà trai, kính thưa nhà gái cùng toàn thể quý vị đang hiện diện qua một thời gian tìm hiểu và được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Ngày hôm nay chúng tôi tề tựu lại làm lễ tắc thành cho hai cháu Tuấn Kiệt và Cẩm Thơ nên vợ thành chồng xin hãy chào đón cùng gia đình mới cùng chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm ơn quý vị dành chút thời gian quý báu để đến chung vui với gia đình chúc quý vị một bữa tiệc thật vui ngon miệng puka và dương tuấn kiệt đã thổ lộ những tâm sự từ tận đáy lòng dành cho đối phương dương tuấn kiệt gửi lời đến puka vì nếu thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em để em cảm nhận được những gì anh yêu thương em dành cho em cục vợ của anh anh yêu em Buka và Kim Tuấn Kiệt hé lộ bộ ảnh cưới mới, độ xứng đôi gây sốt. Mới đây Buka hé lộ thêm bộ ảnh cưới vô cùng đỉnh cao của cả hai. Có thể thấy trong bộ ảnh này, cô dâu và chú rể đã gây sốt vì xứng đôi vừa lứa, trong khi Kim Tuấn Kiệt diện vest đen cực điển trai thì Buka lại gây sốt với màn khoe nhan sắc cô dâu tháng 11 xinh nức nở và khiến ai nấy không thể rời mắt. Trước đó, trong đám cưới, Kim Tuấn Kiệt cũng chia sẻ vô cùng ngọt ngào: "Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời, trước sự chứng kiến của ba mẹ gia đình và tất cả bạn bè đồng nghiệp." anh sẽ không thề vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh, anh yêu em. Gin Tuấn Kiệt xả loạt ảnh tay trong tay cùng Buka hé lộ cảm xúc sau một ngày lấy vợ. Tối 4 tháng 11, hôn lễ của Buka và Gin Tuấn Kiệt được tổ chức tại Cam Ranh, Khánh Hòa với sự tham gia của nhiều sao Việt đình đám. Từ những hình ảnh được phóng viên hiện trường như Misty, Lê Dương Bảo Lâm ghi lại, đám cưới của cặp đôi được diễn ra vô cùng vui vẻ, hạnh phúc và không kém phần lầy lội. Mới đây nhất trên Facebook, Kim Tuấn Kiệt vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc tại bờ biển cùng Buka. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi diện trang phục màu nâu cam sang trọng thanh lịch. Nếu như chú rể gây ấn tượng nhờ visual điển trai cùng nụ cười trạng trở trong ngày trọng đại, thì Buka khiến dân tình đứng ngồi không yên khi khoe vóc dáng nụt nà gợi cảm. Chưa dừng lại, tính vật định tình là những kim cương sai khủng cũng được nữ diễn viên 8X zoom cận để người hâm mộ có dịp chiêm ngưỡng. Cả hai liên tục dành cho nhau nhiều cử chỉ tình bể bình, tay trong tay đầy lãng mạn. Bên cạnh đó, Kim Tuấn Kiệt còn không quên chia sẻ cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến mọi người khi nói. Hai ngày trôi qua mà cảm xúc của lễ cưới ở biển Cam Tranh vẫn còn nguyên vẹn. Kim xin cảm ơn gia đình, anh chị em, bạn bè thân thương nhất của tụi em, những người đã cho tụi em rất nhiều kỷ niệm đẹp trong hành trình thanh xuân vừa qua. Theo tiết lộ tối nay 6 tháng 11, lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh của Jin Tuấn Kiệt và Buka đầy hứa hẹn sẽ là cơ hội để dân tình chiêm ngưỡng những khoảnh khắc lầy lội có 102 của dàn sao Việt đình đám. Buka chiều đãi fan thêm loạt ảnh cưới căng nét, bảo sao Jin Tuấn Kiệt không mê cho được. Đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, mới đây Puka tiếp tục đăng tải thêm loạt ảnh mặc váy cưới nhan sắc ngọt ngào của cô dâu tháng 11 khiến dân tình không thể rời mắt. Cho đến thời điểm hiện tại, phần lớn bạn bè thân thiết của Puka và Jin Tấn Kiệt đều đã nhận được thiếp cưới đặc biệt của cặp đôi. Nhiều khán giả nhận xét, Puka khi diện váy cưới dường như trở thành một người hoàn toàn khác bởi quá đỗi xinh đẹp. Puka lựa chọn màu trắng là tông chủ đạo từ trang sức cho đến váy cưới, khéo léo, khoe bờ vai trần thon thả quyến rũ. Trong thời gian tìm hiểu hẹn hò với Jin Tuấn Kiệt, Puka đều ra sức phủ nhận che giấu mối quan hệ. Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng Puka và Jin Tuấn Kiệt có thể công khai mối quan hệ tình cảm, cùng tiến đến cuộc sống hôn nhân như mong đợi. Ngoài việc đăng tải loạt ảnh, Puka còn khéo léo nhắn đến chồng sắp cưới. Ngồi đây chờ Jin Tuấn Kiệt rước về nhà. Ở dưới phần bình luận, Jin Tuấn Kiệt lập tức trả lời, tới rồi nè, được vào rước chưa? Bên cạnh đó, Quỳnh Châu và Minh Tú đã dành nhiều lời còi cánh cho Puka. Được biết, đám cưới của Puka và Duyên Tuấn Kiệt sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 tháng 11. Cặp đôi đã hoàn thành việc chụp ảnh cưới với nhóm bạn và chụp ảnh cưới riêng. Thực tế, cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2019. Tuy nhiên, hai diễn viên đều lựa chọn tạm thời giữ kín mối quan hệ trước sự tò mò của khán giả. Puka từng cho biết vì muốn tìm hiểu chồng sắp cưới kỹ càng hơn nên cô mới đưa ra quyết định như vậy. Loa mắt với sinh lễ toàn vàng dòng đô la, Puka được bố mẹ và nhà Duyên Tuấn Kiệt tặng trong lễ rước dâu. Lễ rước dâu của Puka và Jin Tuấn Kiệt đang chiếm spotlight trên mọi phương tiện truyền thông từ sáng sớm mùng 4 tháng 11. Ngoài không khí cực nóng tại gia đình hai bên và những khoảnh khắc đắt giá của cặp đôi thì sính lễ trong ngày trọng đại này cũng được quan tâm đặc biệt. Để đón Puka về chung nhà, gia đình Jin Tuấn Kiệt đã chuẩn bị những sính lễ đắt giá. Hình ảnh được ghi lại có thể thấy ngoài sính lễ theo phong tục truyền thống, nhà trai còn chuẩn bị trang sức quý giá như vòng cổ, nhẫn bằng vàng, kim cương, sắp tiền đô la cực dày để dành tặng cô dâu. Bên cạnh đó, bố mẹ Puka cũng dành tặng trang sức làm của hồi môn cho con gái về nhà chồng. Hình ảnh Puka đeo vòng vàng đời cổ và tay sau buổi lễ đã làm nhiều người trầm trồ. Puka là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ miền Nam, tham gia nhiều phim cũng như hài và được khán giả yêu mến. Trước khi được đón dâu, Duyên Tuấn Kiệt và dàn rể phụ đã trải qua thử thách ăn tranh từ nhà gái. Có thể thấy sắc mặt khó đỡ từ nhà trai nhưng chẳng thử thách nào có thể cản được Duyên Tuấn Kiệt đón Puka về dinh cả. Trước đó ngày 10 tháng 9, mẹ ruột Diêm Tuấn Kiệt đã có động thái mới sau khi con trai thông báo tin hỉ với công chúng. Theo đó, mẹ Duyên Tuấn Kiệt đăng tải khung ảnh bên chồng và các con trong buổi tiệc kèm chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc, gia đình mình ngày càng đông vui. Có thể thấy Puka trông rất thoải mái vui vẻ khi xuất hiện bên gia đình chồng tương lai. Bởi lẽ cô cũng đã âm thầm dự nhiều buổi tiệc cùng nhà Duyên Tuấn Kiệt trước đó. Chia sẻ của mẹ Duyên Tuấn Kiệt cũng thể hiện việc gia đình nam ca sĩ rất hào hứng, nhiệt tình, chào đón con dâu mới Puka. Hé lộ vai trò đặc biệt ông mối trường giang trong đám hỏi Puka Jin Tuấn Kiệt. Sáng 1 tháng 11, lễ ăn hỏi Puka Jin Tuấn Kiệt chính thức diễn ra quy tụ nhiều gương mặt trai xinh gái đẹp VBIS. Dàn bê tráp nhà trai gồm những nam thần như ST Sơn Thạch, Trun Phạm, Sông Luân, Ngô Kiến Huy, Duy Khánh. Phía nhà gái gồm những mỹ nhân như Thúy Ngân, Nguyên Thảo, Bảo Ngọc. Visual chất lượng của dàn bê tráp Buka Gin Tuấn Kiệt khiến dân tình hết lời khen ngợi. Đáng chú ý, ông mối Trường Giang đi đầu dẫn đoàn phù rể, mười khó lên đồ lịch lãm với bộ vest đen chuẩn ông xuôi. Trường Giang đảm nhận vai trò chủ hôn dẫn đầu nhà trai tới đám hỏi, trong khi đó Lâm Vĩ Dạ là chủ hôn bên nhà gái. Không khí lễ ăn hỏi diễn ra vui vẻ, nô nức trong sự chúc phúc của người thân bạn bè. Đáng chú ý, nhà trai xính lễ khủng với bộ trang sức kim cương tiền tỷ đón dâu khiến dân tình trầm trồ. Theo người anh thân thiết có mặt trong lễ hỏi, lễ tân hôn hot nhất hôm nay qua cưới nhà trai bộ trang sức kim cương sương sương 2 tỷ. Ngoài xính lễ trang sức kim cương, nhà trai chuẩn bị mâm trầu cao, rượu bánh trái hoa tươi. Sau khi xính lễ được trao, cô dâu và chú rể rót rượu mời đại diện hai họ, làm lễ lên đèn trước bàn thờ gia tiên.